Diễm My Chính Hít Diệp Đông Anh và Dàn Sao Việt dự sinh nhật tiền tỷ của Lucy Nguyễn. Buổi tiệc sinh nhật của Lucy Nguyễn quy tụ Dàn Sao đình đám, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt cũng trong sự kiện này, Lucy Nguyễn bất ngờ thông báo việc mang bầu lần thứ hai. Đánh dấu cột mốc mới của người phụ nữ, Lucy Nguyễn đã có buổi tiệc sinh nhật ấm cúng bên người thân và bạn bè vào chiều 24 tháng 3 tại một nhà hàng sang trọng quận 2. Bữa tiệc được tổ chức cực kỳ hoành tráng và con số được dự đoán lên đến gần 800 triệu. Có mặt chung vui cùng Lucy Nguyễn, tất nhiên không thể thiếu anh xã Tuấn Dương, tiểu công chúa Nami và những người bạn thân thiết của chủ nhân buổi tiệc. Điểm danh sương sương có thể kể tên như Lê Ngọc, Tú Hảo, Hoa hậu Phương Khánh, chị đẹp Diệp Lâm Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Diễm My Chính Hít, Trinh Phủ, Thanh Thanh Huyền, Phạm Thoại, Lâm Chun. Đặc biệt trong buổi tiệc sinh nhật này, cặp Da Hot Family công bố thiên thần nhỏ Nami chính thức lên chức chị hai. Với tin vui này, Lucy Nguyễn Tuấn Dương đã nhận được những lời chúc mừng ngọt ngào từ khách mời. Chia sẻ cảm xúc về tin vui khi biết mang bầu lần hai, Lucy Nguyễn tâm sự: em bé đến là món quà, là phép màu mà ông trời dành tặng cho Lucy Nguyễn và Tuấn Dương. Dù đã nằm trong tính toán cả hai đứa, nhưng niềm vui này đến sớm hơn, nên khi biết tin có em bé thứ hai, cả hai vợ chồng không khỏi bất ngờ và ngập tràn hạnh phúc. Lucy Nguyễn cho biết, khi biết mang thai lần hai, cô và Tuấn Dương lập tức thực hiện việc thăm khám và tìm hiểu, thu thập thông tin để đảm bảo sức khỏe và giữ an toàn cho hai mẹ con. Ngoài ra, người đẹp tấm mít chia sẻ, vào tháng đầu thai kỳ, cô bị nghén rất nhiều, nhưng cũng may mắn do có kinh nghiệm từ lần sinh trước nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Trộm phía dù bầu bí nhưng mình vẫn đảm bảo làm việc năng suất. Lucy Nguyễn là một trong người luôn hướng đến sự độc lập và hết mình với công việc, nên đôi khi khó tránh khỏi sự giây phút căng thẳng. Nhưng khi có ông xã và gia đình bên cạnh, đó chính là nguồn năng lượng vô tận. Ngoài ra, để giữ được sự cân bằng, mình luôn chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho bản thân và giữ một tinh thần luôn vui vẻ và lạc quan, Lucy Nguyễn tiết lộ về sức khỏe hiện tại. Vừa qua, Tuấn Dương bí mật tặng Lucy Nguyễn món quà sinh nhật mừng tuổi 35 vô cùng giá trị. Đó là một ngôi nhà đầy hoa, được trả góp với trị giá 7,2 tỷ đồng. Ở tuổi 35, Lucy Nguyễn quan niệm rằng, việc người bạn đời lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn, có tài giỏi hoặc xuất chúng hay không, đều không quan trọng bằng cảm giác an toàn và yên tâm mà người đó mang lại. Lucy Nguyễn bày tỏ, phụ nữ thường nói rằng họ muốn yêu người đàn ông giỏi, nhưng sẽ chọn người làm cho họ cười. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tuấn Dương dành sự bất ngờ cho Lucy Nguyễn vào những dịp đặc biệt. Trước đó, nhân ngày 20 tháng 10, Tuấn Dương âm thầm làm một phần hoa hướng dương, kèm thêm chiếc vòng trị giá hơn 300 triệu và đôi bông tai 90 triệu để tặng cho vợ và con gái. Một lần khác, Tuấn Dương cũng chi hơn 50 triệu thiết kế một căn phòng đầy hoa để thành công trong việc lấy nụ cười trên đôi môi Lucy Nguyễn. Lucy Nguyễn được biết đến là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong làng giải trí Việt và đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ đình đám, Chibu, Diễm My Chính Hít, Bảo Anh, Ninh Duy Lân Ngọc. Đặc biệt, cô còn là chị em thân thiết của Diệp Lâm Anh, Ninh Duy Lân Ngọc. Không chỉ thế, Lucy Nguyễn hiện đang là chủ của ba thương hiệu thời trang có tiếng, được nhiều sao Việt ưu ái lựa chọn. Về Tuấn Dương, anh cũng là một người đang hoạt động với vai trò là content creator, sở hữu cho mình một kênh TikTok gần 1 triệu follow với hàng trăm video triệu view. Ngoài ra, Tuấn Dương còn tự mở thương hiệu thời trang, doanh thu hàng tháng lên đến 9-10 chữ số, là con số khá lớn so với bạn trẻ đồng trang lứa. Thời gian gần đây, Lucy Nguyễn Tuấn Dương cũng bắt đầu lấn sân sang đề hạt livestream bán hàng. Cặp đôi luôn nỗ lực mang tới chương trình sale độc quyền kết hợp cùng với thương hiệu chính hãng. Bởi vậy, hầu hết phiên live của họ đều thu hút tới hàng chục nghìn người xem và luôn đạt KPI bán hàng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện tại, Lucy Nguyễn Tuấn Dương đang là một trong ba huấn luyện viên của chương trình Ngôi Sao Chốt Đơn do Hương Giang sản xuất. Bên cạnh Lâm Chun và Phạm Thoại, cuộc thi đang trong quá trình ghi hình và sẽ được lên sóng vào năm 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.